Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với đoạn video hiện tại của WGV Gấu. Thì vừa qua thì các bạn biết rằng có rất nhiều cái lùm xùm xung quanh trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Đây chỉ là một trận giao lưu tự chiến thông thường thôi, nhưng mà tôi cảm thấy rất là buồn các bạn. Thì ở đoạn video này rất nhiều bạn hỏi tôi, thì tôi sẽ lên làm đoạn video này để tôi nói nguồn rõ ràng cái câu chuyện cho các bạn khỏi thắc mắc, các bạn hỏi nữa các bạn. Thì sau khi có kết quả của trận đấu là 3-2 và 3-2 ở hai trận đấu các bạn, thì các bạn ở Việt Nam mình sinh ra nghi vấn, mà trong khi đó là tất cả những người coi livestream bữa đó rất là đông các bạn. Bữa đó là bên Indo là gần 300 người coi, 300.000 người coi các bạn. Còn Việt Nam mình thì tôi like được gần 90.000 người coi, rất là đông các bạn, rất là đông. Đây là những hình ảnh mà tôi lấy lại từ góc quay của nhà phát hành game Ghana Revive Việt Nam nha các bạn nha. Sau khi mà bắn 3 giờ sáng xong thì bên nhà phát hành gửi qua những cái đoạn video để anh em coi lại, thì thấy nhiều pha rất chi là ảo các bạn. Thôi, chúng ta sẽ bắt nguồn lại cái câu chuyện từ đầu. Thì ở đoạn video này tôi sẽ nói rất là nhiều, cho nên là anh em cũng chịu khó anh em nghe. Còn anh em nào không thích thì đi ra, các bạn vui lòng đi ra, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đời nhau các bạn. Ok, thì cái câu chuyện xuất phát từ bên phía Litva. Tôi và Litva Da là một người, là những người bạn cũng khá là lâu rồi, là những bạn YouTuber. Anh em nào chưa biết Litva thì Litva là một YouTuber 10 triệu subscribe. Ở trên TikTok bạn ấy cũng có rồi, cũng 60 triệu subscribe gì đó các bạn, lượt theo dõi. Thì bạn ấy gửi lời giao lưu tự chiến trước giải đấu Wi-Fi World Series được tổ chức tại khu vực Việt Nam. Còn mấy ngày nữa bắn thì anh em biết rồi. Thì tôi cũng ok các bạn, tôi bảo là ok để cho mình kiếm những cái người mà gọi là tự chiến bắn rất là hay ở Việt Nam. Thì bạn ấy nói là nên cho phép bắn trên PC chứ không cho mobile. Bữa đó là tôi cũng không muốn nhận rồi các bạn. Tại vì nói thật với anh em thì PC thì thực sự là Việt Nam có rất nhiều bạn cho PC, nhưng mà ở đây nó cũng không phải là thế mạnh của Việt Nam. Thì nhiều anh em bảo là ok thì nhận đi bác, thì tôi cũng ok, tôi nhận các bạn. Thì sau khi tôi nhận thì tôi test ra được hai team này, trong đó có AM4 và cả KK Sport. Hai team này các em ấy bắn rất là tốt các bạn, do anh em biết cái phong độ thi đấu của em đó. Thì Teda lại gửi ra một cái bản quy tắc là trận đấu các bạn. Thì cái bản quy tắc trận đấu đó nó bao gồm cái thể lệ thi đấu, thì trong đó là chỉ được sử dụng M1887 thôi, và tuyệt đối không được sử dụng con M3, và không leo trèo. Nói chung là rất nhiều cái quy tắc tôi đã gửi cho bên thằng Sena, kể cả thằng KK Sport. Mà cái bữa đó tôi cũng dở các bạn. Tôi hỏi Sena, tôi hỏi bên phía Lida là ồ bạn ơi, tại sao bắn tự do thì chúng ta không bắn tự do tất cả các loại súng, mà chúng ta chỉ bắn riêng cái khẩu súng mà school không vậy? Tôi cũng thắc mắc các bạn, tôi cũng thắc mắc. Thì Leda bảo rằng bên tôi mạnh về khẩu súng shotgun đó. Thì tôi cũng thấy vậy thì tôi cũng ok cho tôi. Thôi nếu bạn thích thì tôi ok với bạn luôn. Thì tôi hỏi Leda rồi ok thôi thì bạn cứ cho tôi một cái ngày đi, rồi tôi sẽ cho các bạn Việt Nam qua bên Indo lập ạc rồi bắn bên Indo luôn. Thì Leda bảo là không có được, và chúng ta bắn ở mấy chủ khác, không phải là Việt Nam cũng không phải là Indo. Bởi vì nói chung là khi mà Việt Nam qua Indo thì đường truyền mạng nó rất là thấp, và Indo Việt Nam cũng thế, nó tạo ra một trận đấu không công bằng. Thì đây cũng là một lý do thật tuyệt vời của Lida đưa ra cho tôi đó. Thì mà tôi nghi các bạn, trong lòng tôi cũng nghi. Tại vì trước đó thì Lida có một cái trận đấu giữa Domanite hoặc là Ninjazu gì đấy solo với mấy ông Antiban là như là mấy ông xài đồ mà không bị chết đấy. Tôi nghi, tôi bảo là ok. Thì tôi bắt đầu tôi nhờ bên phía nhà phát hành ở Việt Nam, đây là trận đấu tôi nhờ đó nha anh em nha. Thì tôi nhờ nhà phát hành Việt Nam, thì nhà phát hành Việt Nam bảo ok giúp đỡ anh Gấu là sẽ cung cấp các bạn cáp Ghana cho anh Gấu ở Singapore. Thì bên Indo họ lại nhận các bạn, bên Ghana Indo họ nhận cung cấp tài khoản này kia nọ cho bên Việt Nam luôn, và cũng có cho bên Indo luôn. Thì nhiều anh em cũng thắc mắc là tại sao mà không thay người mà bên Indo nó lại chuẩn bị 15 người. Thì trước trận đấu diễn ra thì tầm khoảng 2 ngày là chúng ta đã chốt là 8 người sẽ solo với 8 người, và nhưng mà 8 người Việt Nam solo với 8 người Việt Nam mà chia ra 4 đội. Thì bên Leda lại bảo là bên tôi là mỗi đội 15 người. Đấy. Nói là mỗi đội tầm 10 tới 15 người. Thì tôi mới kêu là sao bữa bạn
chốt rồi mà bây giờ bạn nói lại như thế thì tôi cũng vẫn ok, tôi vẫn ok các bạn, tôi cũng vẫn ok, tại vì tôi nghĩ là khi mà tôi coi cái đoạn video của Domanite Ninja Yu thì nó bắn rất là gà các bạn, thì tôi nghĩ là những cái đoạn video đó nó chỉ là bình thường thôi, nó không có gọi là một cái tính chất gì cả đấy. Thì cũng chốt vào ngày thi đấu là cái ngày hôm đó các bạn. Thì xong cái câu chuyện xong xuôi rồi, thì sau khi mà chết góc quay, chết tất cả mọi thứ, nói chung là từ A đến Z rồi, ID này kia kia nọ rồi, thì tôi mới xác nhận là bên phía Indo sử dụng vòng ngoài thứ ba, thì tôi mới làm video cho các bạn biết. Thì anh em nào coi góc quay này thì anh em nhìn rõ rồi các bạn, anh em nào như cái quay này thì anh em nhìn rồi anh em biết chứ, chứ làm sao mà cái anh em làm sao mà thấy, anh em thấy không, chết một lần hai người một một lúc đó, các bạn thấy khi mà các bạn cầm M1 cầm súng quân mà các bạn bắn ra một một thì nó sẽ ra một đường đạn, đường đạn thẳng, chứ làm sao mà thằng thằng Ken nó đang ở trong keo mà thằng này nó văng như thế. Rồi cái tình huống này các bạn coi, rồi như cái tình huống này các bạn coi các bạn thấy rõ luôn, như cái tình huống này các bạn thấy rõ, có còn tu tu lại cho các bạn coi không, như tình huống này các bạn thấy rõ là tâm ly vô hai đầu liên tục các bạn thấy không đấy. Còn như cái tình huống này thì thôi hết hết, hết thuốc rồi các bạn, tình huống này thì hết thuốc trị rồi. Như cái tình huống này cho các bạn coi rõ nè, các bạn coi tình rõ tình huống này các bạn, cho đem coi rõ tình huống này nè, cái tình huống này mới là tình huống ảo nhất trong 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 tất cả mọi tình huống nè đây. Có còn tu tu lại cho bạn 0.25 cho bạn coi không, đây các bạn coi tình huống này đây, anh em thấy cái tâm bắn phía dưới không đấy, cái tâm bắn phía dưới mà hết sót cái thằng ở trong bơm keo thì thế thì làm sao mà ok thế thôi làm sao cả hai. Thì tôi bắt đầu tôi lên video là cả hai trận đấu của các bạn đều sử dụng vòng ngoài thứ ba đó. Thì bên Indo họ không có chịu các bạn, họ không có chịu, họ bảo là bên tôi là không sử dụng vòng ngoài thứ ba à, và người Indo nói cho rằng là bạn Elitan này là bạn Foniter, bạn Foniter bạn bạn phone, bạn gì đây, bạn tên gì, bạn này mới nhắn tin tôi hồi chiều, bạn này tên gì tôi quên tên rồi, đây đây tôi cho các bạn coi, bạn bạn này tên là Fonto Gaming, không biết là kênh bạn này bao nhiêu sub, nhưng mà cái TikTok bạn này cũng 1 triệu mấy follow, bạn này cũng khá là nổi tiếng. Bạn nói là, thì bên Indo bảo là bạn này là vua trong những cái cú nhảy gâm sốt đấy, vua trong những cú nhảy gâm sốt như thế này đó. Tôi buồn cười các bạn, tôi buồn cười và tôi khá là gay cú. Và bạn này đăng bạn bạn Photo Gaming này, bạn đăng cái màn cái góc quay màn hình của bạn là ở trận 1 và trận 2 đấy. Thì tôi mới tức, hôm qua tôi làm một đoạn video TikTok là khi mà có kết quả xong xuôi rồi nha, có kết quả xong xuôi rồi tôi mới tức và tôi gay cú các bạn. Thì tôi mới làm một cái đoạn video đó là tôi gửi riêng cho bạn Photo Gaming và tất cả những người Indonesia luôn. Nếu bạn Photo Gaming dám chứng minh rằng mình không sử dụng phần mềm thứ ba, hoặc là bạn show màn hình góc quay của trận đấu thứ ba, thì tôi sẽ xóa mọi nền tảng ngay lập tức. Cái đoạn video được 4 triệu view rồi trên TikTok, với danh dự của một người Việt Nam à, tại vì tôi biết là thời gian bạn đó lóc vào lúc nào. Sau khi mà thua Việt Nam 2-1 rồi thì cái ạc của Total Gaming có một người lóc vào, các bạn hiểu không, bắn chỉ có hai trận thôi, bắn chỉ có trận 1 và trận 3 thôi, còn cái trận thứ tư là bắt đầu người khác lóc vào, và thời gian đó sử dụng đồ thời điểm nào và cái gì là tôi biết hết, các bạn hiểu không. Và đây là tài khoản Singapore chứ không phải là tài khoản Indo của các bạn ấy, cho nên là khi sau khi bắn xong rồi thì nhà phát hành họ thu lại. Và nhiều bạn cũng hỏi là tại sao nhà phát hành không check ID trực tiếp trong trận đấu luôn, vì đây là tôi đang nhờ nhà phát hành để cắt giùm thôi, chứ đâu phải là giải đấu của nhà phát hành đâu các bạn. Họ anh em biết 1-2 giờ sáng họ đi ăn đi ngủ chứ ai đâu mà giờ chết đi đi các bạn, đâu phải giải ngộ đâu đúng không anh em, mình chỉ nhờ người ta thôi, qua ngày mai người ta mới chết cái quả này kia cái nọ họ mới gửi về cho mình đấy. Thì sau khi bên Indo cũng có cái quả rồi, nhưng mà cái người Indo họ không có chịu, bên fan hâm mộ họ không có muốn idol mình như thế, mà tôi nghĩ là bên đó thì cái chuyện mà này kia hát đồ đó, tôi nghĩ là không biết là nó có biết hát hay không. Tôi thấy và nó vào bình luận ở kênh tôi đó là làm cách nào có thể cài phần mềm gian lận vào PC, khá ảo các bạn, khá là ảo. Thì sau khi mà tôi lên cái đoạn video mà tôi sẽ xóa mọi nền tảng, tôi gửi cho các bạn Indo và gửi riêng cho Pronto,
Tại vì Pronto là người chứng minh là mình không có sử dụng ở cái pha đó các bạn. Còn những các bạn mà tôi tố cáo là sử dụng thì bạn không có lên ý kiến gì. Ví dụ như các bạn ở Rabia này, anh em thấy ly tâm 180 độ nè các bạn thấy không? Như đoạn này nè, anh em thấy một một viên đánh thẳng này giật qua ngực sâu thấy không? Thấy không các bạn? Đấy. Bạn này bạn ấy không lên tiếng nên tôi không có nói gì. Thì bạn tôi nói với bạn Pronto thì bạn Pronto gửi lời xin lỗi tôi. Đó, bạn Pronto nói rằng thực sự thì kỹ năng của chúng tôi thua các bạn rất là nhiều và tôi thấy là thất bại trong trận đấu đó. Nhưng tự tự là như thế các bạn. Thì cho tôi gửi lời xin lỗi đến các bạn. Mặc dù là tôi không có cách nào mà để giải thích cái tình huống đó. Thì thôi thì chúng tôi cũng chấp nhận xin lỗi bạn. Đấy. Nhưng mà thua thì nó không nói tiếng ăn hay thua mà nó vẫn chấp nhận xin lỗi. Ở Leda thì cũng lên video xin lỗi này ghi ghi nọ, nhưng mà cái thứ tôi cần là không phải là xin lỗi xong là qua lo linh tinh, các bạn hiểu không? Tại vì khi mà bản thân tôi á là một cái người mà chống chọi với mấy thằng hát ngày xưa giờ rồi, và cái thứ hai nữa là sự tự hào dân tộc. Nếu mà thua một cách mà gọi là thuyết phục thì ok, tôi chấp nhận được. Còn cái này á là tôi nói với anh em là thua kiểu này mà cả một 300.000 người Indo hồ hào công kích một mình tôi là con chicken, con gà này kia cái nọ, mà trong khi đó họ sử dụng vòng mềm thứ ba. Anh em thấy buồn đi buồn không? Còn các bạn không tin những lời tôi nói, các bạn lên kênh TikTok của tôi, anh em thấy nó bình luận vô nó toàn nói là chicken là mình thua nó anh em ạ. À. Nó kêu chicken. Nó đúng gay. Thề với anh em luôn, đúng gay luôn. Đúng điên luôn các bạn. Cho nên là thôi Leda cũng xin lỗi rồi và bên phía Pronto và tất cả các bạn ấy cũng xin lỗi với tôi rồi. Thì tôi cũng chấp nhận, tại vì tôi với Leda là bạn các bạn. Và Leda khẳng định với anh em là Leda không liên quan gì tới vấn đề này. Tại vì những cái thằng thành viên của nó sử dụng thôi, chứ Leda không liên quan các bạn. Thì tôi cũng nói thôi không sao, thôi tôi bỏ qua. Nhưng mà riêng những cái tem của bạn trong giải đấu chuyên nghiệp thì tôi sẽ không bỏ qua. Tại vì đây là một cái sự gọi là tự tôn của bản thân tôi. Các bạn sẽ phải trả giá vì điều đó. Nói chung là sắp tới giải đấu Revive World Series của nhà phát hành game tổ chức giải đấu lớn nhất của vùng Đông Nam Á, anh em biết rồi đúng không? Thì tôi có một cái tem gọi là WEG, thì anh em biết là tôi sẽ làm như thế nào rồi đúng không? Leda có một cái tem gọi là RRW của Indo. Thôi thì cái câu chuyện kết thúc tại đó. Thì dành cho những anh em thường thường thắc mắc mà gọi là tôi cũng tính đăng lên cái đoạn video của KK Sport và phía này trò đó rất là hay, 3-2 các bạn, rất là hay các bạn, rất là hay. Nhưng mà ắt là tôi xóa mất tiêu rồi. Còn anh em nào muốn xem thì anh em có thể lên nền tảng Facebook để anh em xem. Rồi ok, đó là toàn bộ cái câu chuyện lùm xùm xung quanh Indonesia. Còn anh em nào muốn hỏi câu hỏi nào nữa thì cũng có nhiều bạn nói thật với anh em á, Việt Nam thì không ủng hộ đâu. Rồi bắt đầu lợi dụng mấy cái này, nói thật với bạn nhục nhã lắm. Thôi, thua. Dù ông bảo là thắng, thua là thua. Đối thừa gì đối thừa, các bạn thấy nghĩ oan ức không? Bây giờ tôi hỏi thật anh em này, nếu mà tôi thả ra cho hai thằng xài đồ chắc gì nó ăn không? Nói về xài đồ Việt Nam nói chú luôn á, chú luôn á, chị luôn. Thôi hôm anh em biết nè. Ôi goodbye tất cả anh em nhớ theo dõi bước chân của WEG ở giải đấu sắp tới vào ngày 22. Kể cả Heavy, kể cả Flash, kể cả Gao, kể cả đội tuyển B Sport. Năm đội tuyển này thì chúng ta sẽ gom thành một là Việt Nam để chúng ta cổ vũ hết mình cho Việt Nam. Sẽ có năm đội tuyển Thái Lan, năm đội tuyển Indo, năm của Chicken đấy. Và có ba đội tuyển Malaysia. Thôi ok, đó được rồi. Tức bữa giờ ngủ không được luôn. Giờ làm toàn bộ video gửi lời tới anh em rồi đấy. Rồi ok thôi. Stop ở đây. Bye anh em.